Mến chào tất cả các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Vũ Thị Minh Thanh. Hiện cô đang công tác tại trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, quận Tân Phú. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chủ đề 20, biểu diễn dữ liệu trên bảng, nằm trong bộ môn toán 6 thuộc chương 4, một số yếu tố thống kê. Để tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng nghiên cứu 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là bảng dữ liệu ban đầu. Nội dung thứ hai, bảng thống kê. Nội dung thứ ba, luyện tập củng cố. Trước khi đi vào phần nội dung chính của bài, các bạn cùng quan sát ví dụ sau. Cô cho bảng viết tắt về các món ăn sáng. Ở bảng này, cô đề cập tới 3 món ăn mà cô thấy các bạn hay ăn nhất, đó là món cơm tấm, món xôi và món bánh mì. Thì cách viết tắt ở đây là cô lấy chữ cái đầu tiên trong tên gọi của mỗi món ăn. Cụ thể, món cơm tấm cô sẽ viết tắt bởi chữ cái C, món xôi là chữ X, món bánh mì là chữ B. Thì dựa vào bảng viết tắt, các bạn hãy quan sát các thông tin được biểu diễn trong hai bảng dưới đây. Bảng 1, ghi nhanh về món ăn sáng nay của các bạn tổ 3 lớp 6A4. Thì dựa vào bảng này, các em có được những thông tin gì? Nhìn vào bảng này, các bạn sẽ biết được các món ăn sáng nay của các bạn tổ 3 lần lượt là bánh mì, xôi, cơm tấm, xôi, bánh mì, cơm tấm, bánh mì, xôi và bánh mì. Tiếp theo, cô có bảng thứ hai, bảng thống kê về món ăn sáng nay. Thì nhìn vào bảng này, các bạn thấy bảng gồm có hai cột. Cột thứ nhất là tên các món ăn, cột thứ hai là số bạn chọn. Thì ứng với món cơm tấm, số bạn chọn là 2, món xôi, số bạn chọn là 3, món bánh mì, số bạn chọn là 5. Vậy, dựa vào đâu để cô có được thông tin này? Chúng ta dựa vào bảng 1 các bạn ạ. Từ bảng viết tắt, chúng ta đã biết được món cơm tấm được viết tắt bởi chữ cái C. Mà trong bảng 1, chúng ta đếm thấy có 1 chữ C, 2 chữ C, có tổng là 2 chữ C. Tương ứng, cô có 2 bạn chọn ăn món cơm tấm. Tương tự, món xôi được ký hiệu bởi chữ cái X. Cô đếm thấy trong bảng có 1 chữ X, 2 chữ X, 3 chữ X. Tổng là 3 chữ X, nên tương ứng cô có số bạn chọn ăn món xôi là 3 bạn. Bảng 1 còn 5 chữ B, mà B là viết tắt của món bánh mì. Thế nên số bạn chọn bánh mì ở đây là 5 bạn. Vậy, thông qua ví dụ, ta thấy là khi thống kê về món ăn sáng nay của các bạn tổ 3 lớp 6A4 thì đầu tiên là ta đi lập một bảng viết tắt, sau đó ta đi thu thập lựa chọn của các bạn trong tổ, rồi điền vô bảng 1, đếm số lượng từng loại, ta có được bảng 2. Thì bảng 1 thông tin được biểu diễn dưới dạng danh sách các chữ cái viết tắt như thế này, được gọi là bảng dữ liệu ban đầu. Và bảng 2 thông tin được biểu diễn là danh sách của tên các món ăn cùng với số lượng cụ thể của từng món, thì được gọi là bảng thống kê. Bài học hôm nay của chúng ta chính là đi tìm hiểu hai loại bảng, bảng dữ liệu ban đầu và bảng thống kê. Để cụ thể hơn, chúng ta cùng đi nghiên cứu ví dụ số 2. Cô có bảng viết tắt các loại nhạc cụ sau. Trong bảng, cô đề cập tới 5 loại nhạc cụ, lần lượt là đàn organ, đàn guitar, kèn, trống và sáo. Ở đây cô cũng lựa chọn viết tắt là lấy chữ cái đầu tiên trong tên các loại đàn. Cụ thể, đàn organ cô viết tắt là chữ cái O, đàn guitar cô viết tắt là chữ cái G, kèn là chữ K, trống là chữ T, sáo là chữ S. Cô đi điều tra xem các bạn tổ 1 ưa thích loại nhạc cụ nào, cô có được bảng sau. Các bạn thấy bảng này thông tin được biểu diễn dưới dạng danh sách các chữ cái viết tắt, thì bảng này được gọi là bảng dữ liệu ban đầu. Từ hai ví dụ trên ta thấy, khi điều tra một vấn đề nào đó, người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu. Các bạn ghi nội dung hiện trên màn hình cô tập nhé. Để vận dụng nội dung lý thuyết, chúng ta cùng thực hiện hai bài thực hành sau. Bài thực hành thứ nhất, dựa vào bảng viết tắt 7 môn học sau đây. Trong bảng này, các bạn thấy cô đề cập tới môn ngữ văn, môn toán, môn ngoại ngữ, môn khoa học tự nhiên, môn lịch sử và địa lý, môn giáo dục công dân, môn tin học.
thì thông thường chúng ta lựa chọn viết tắt là viết chữ cái đầu tiên. Nhưng ở đây các bạn thấy môn ngữ văn bắt đầu bởi chữ cái N, môn ngoại ngữ cũng bắt đầu bởi chữ cái N. Vậy nên thay vì viết tắt bởi một chữ cái, cô sẽ viết tắt bằng hai chữ cái để phân biệt hai môn. Cụ thể, môn ngữ văn cô viết tắt là NV, môn ngoại ngữ cô viết tắt là NN. Tương tự, các bạn thấy môn toán và môn tin học cũng bắt đầu bởi chữ cái T, nên để phân biệt hai môn, cô có thể viết tắt môn toán là chữ T và môn tin học là chữ TH. Từ bảng viết tắt, cô đi lập bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ 2. Để lập được bảng, cô đã thực hiện hỏi ý kiến từng bạn trong tổ và thu được bảng dữ liệu ban đầu sau. Vậy, sau bài thực hành này, các bạn nhớ dùng cô. Các giá trị khác nhau thì phải được viết tắt khác nhau. Các bạn ghi chú ý này vô tập nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng thực hiện bài thực hành số 2. Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6A thành dãy dữ liệu. Các bạn hãy giúp bạn Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau. Đầu tiên, các bạn quan sát bảng. Các bạn thấy bảng này có hai dữ kiện. Sự kiện thứ nhất là điểm số, sự kiện thứ hai là số bạn đạt được. Với dữ kiện là điểm số, bảng này đã có sẵn. Việc cần làm ở đây là chúng ta đi xác định số bạn đạt được ở từng loại điểm. Và muốn làm được thì chúng ta phải dựa vô dãy dữ liệu đề bài cho. Cụ thể, muốn xác định được số bạn đạt điểm 9, chúng ta sẽ quan sát dãy dữ liệu ban đầu. Chúng ta thấy ở đây có một số 9. Vậy, ta kết luận được số bạn đạt điểm 9 là 1 bạn. Tiếp theo, muốn thực hiện tìm được số bạn đạt điểm 8, chúng ta cũng sẽ đi quan sát dãy dữ liệu và xem ở dãy này có bao nhiêu số 8. Cụ thể ở đây cô thấy có 1, 2, 3, 4, 4 số 8, nên số bạn đạt được điểm 8 là 4 bạn. Thực hiện tương tự, cô sẽ xác định được số bạn đạt điểm 7 là 1 bạn, điểm 6 là 3 bạn, điểm 5 là 2 bạn, điểm 4 là 1 bạn. Vậy là chúng ta đã sắp xếp xong dữ liệu vào bảng. Các bạn quan sát bảng vừa lập được cho cô biết có bao nhiêu bạn đạt điểm 8 và tổ 1 có bao nhiêu bạn. Đầu tiên, với số bạn đạt điểm 8 thì dễ rồi đúng không các bạn? Chúng ta nhìn vào bảng vừa lập được, chúng ta thấy ở cột số 3, ứng với số điểm là 8, số bạn đạt được là 4. Vậy có 4 bạn đạt điểm 8. Tiếp theo, đề hỏi số tổ 1 có bao nhiêu bạn? Thì muốn xác định được, các bạn sẽ đi tính tổng số bạn đạt được trong từng loại điểm. Cụ thể, các bạn sẽ lấy 1 cộng 4 cộng 1 cộng 3 cộng 2 cộng 1 và bằng 12 bạn. Vậy, tổ 1 có 12 bạn. Thông qua bài thực hành số 2, các bạn thấy, nhìn vào bảng này, ngoài biết được số điểm và số lượng từng loại điểm, chúng ta còn xác định được tổng số bạn. Ở đây là 12 bạn. Thì bảng có đặc điểm như thế này, được gọi là bảng thống kê. Chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ, bảng thống kê. Ta có khái niệm bảng thống kê. Bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu, bao gồm có các cột và các hàng, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó. Các bạn ghi nội dung khái niệm hiện trên màn hình vô tập nhé. Tiếp theo, cô có các ví dụ về bảng thống kê. Đầu tiên là ví dụ về điểm toán của học sinh lớp 6B. Thì nhìn vào bảng này, ta thấy được số học sinh đạt được ở từng loại điểm. Cụ thể, điểm 9, số học sinh đạt được là 2. Điểm 8, số học sinh đạt được là 8. Và ngoài ra, chúng ta còn biết được số học sinh lớp 6B là 2 cộng 8 cộng 15 cộng 8 cộng 7 cộng 3 và bằng 43 học sinh. Tiếp theo, cô có ví dụ 2. Bảng thống kê về các môn kỹ năng được học sinh lớp 6A chọn học. Thì khi các bạn học tại trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, thì ngoài các môn văn hóa, bạn còn được chọn học các môn kỹ năng như là nhảy hiện đại, võ tự vệ, vẽ sắp dầu, cờ vua và đọc sách.
Cô thực hiện điều tra nguyện vọng của học sinh lớp 62 cô được bảng thống kê như trên. Thì nhìn vào bảng này, ta sẽ thấy được số lượng học sinh chọn học ở từng môn. Cụ thể, đối với môn nhảy hiện đại, số bạn chọn là 10, môn võ tự vệ, số bạn chọn là 11. Và ngoài ra, chúng ta còn biết được số học sinh lớp 62 là 10 cộng 11 cộng 8 cộng 5 cộng 11 và bằng 45 học sinh. Vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong hai nội dung chính của bài là bảng dữ liệu ban đầu và bảng thống kê. Để củng cố hai nội dung này, chúng ta cùng sang nội dung thứ ba, luyện tập củng cố. Bài tập 1 cho các bảng sau. Bảng thứ nhất, các loại kem được yêu thích. Bảng thứ hai, các môn thể thao được ưa thích. Bảng thứ ba, các vật dụng có trong lớp học. Các bạn hãy chỉ ra cho cô biết đâu là bảng viết tắt, đâu là bảng dữ liệu ban đầu và đâu là bảng thống kê. Thì đầu tiên quan sát vào bảng 1, ta thấy bảng này có hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là loại kem, sự kiện thứ hai là viết tắt. Thì bảng gồm hai sự kiện là tên gọi và viết tắt như thế này. Người ta gọi là bảng viết tắt. Tiếp theo quan sát bảng 2, ta thấy bảng này cho ta thông tin dưới dạng các chữ cái viết tắt. Thì bảng này được gọi là bảng dữ liệu ban đầu. Cuối cùng, trong bảng 3 cho ta sự kiện về tên các loại vật dụng và số loại, cho số lượng từng loại thì bảng này được gọi là bảng thống kê. Các bạn đã phân biệt được rõ ba loại bảng này chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập 2. Cô cho bảng xếp loại học lực của 12 bạn học sinh lớp 6A. Thì theo thông tư số 22 về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, các bạn sẽ được xếp một trong 4 loại học lực là học lực tốt, học lực khá, học lực đạt và học lực chưa đạt, nên cô có bảng. Trong đó, T là viết tắt của học lực tốt, K là viết tắt của học lực khá, D là viết tắt của học lực đạt và CD là viết tắt của học lực chưa đạt. Dựa vào bảng trên, các bạn hãy đi lập bảng thống kê theo mẫu sau. Đầu tiên, muốn xác định số lượng học sinh của từng loại học lực, thì ta nhìn vào bảng dữ liệu để bài cho. Bảng này có 4 cột và 3 dòng, nên để thống kê được chính xác và không bị sót, cô sẽ thực hiện đếm theo cột. Đầu tiên, đối với học lực tốt, cô thấy ở cột 1 có 1 chữ T. Cột thứ 2, cô có chữ T thứ 2. Cột thứ 3, cô có chữ T thứ 3. Cột thứ 4, cô có chữ T thứ 4. Bảng này có 4 chữ T, nên cô kết luận được số học sinh đạt học lực tốt là 4 bạn. Thực hiện tương tự, cô có được số học sinh đạt học lực khá là 6 bạn. Học lực đạt là 1 bạn và học lực chưa đạt là 1 bạn. Chúng ta tiếp tục với bài tập 3. Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau. Và cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh, số học sinh có hạnh kiểm khá trở lên là bao nhiêu. Thì đầu tiên, nhìn vào bảng thống kê đề bài cho, các bạn thấy bảng này gồm có hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là các loại hạnh kiểm, sự kiện thứ hai là số học sinh. Thì muốn xác định xem lớp 6A có bao nhiêu học sinh, ta sẽ đi tính tổng số học sinh ở từng loại hạnh kiểm. Cụ thể, ta sẽ lấy 37 cộng 6 cộng 2 cộng 0 ra bằng 45. Vậy, lớp 6A có tất cả 45 học sinh. Tiếp theo, để yêu cầu chúng ta đi tính số học sinh có hạnh kiểm khá trở lên, thì hạnh kiểm khá trở lên sẽ bao gồm hai loại hạnh kiểm là hạnh kiểm tốt và hạnh kiểm khá. Thế nên, ta sẽ tính được số học sinh có hạnh kiểm khá trở lên là 37 cộng 6 và bằng 43 học sinh. Cuối cùng, chúng ta cùng thực hiện bài 4. Bài 4 chính là nội dung của bài tập 1 trang 103 sách giáo khoa toán tập 1. Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 bạn học sinh lớp 6A, bạn lớp trưởng thu được bảng sau. Trong đó, H là viết tắt của thể loại phim hoạt hình, L là thể loại phim lịch sử, K là thể loại phim khoa học, C là thể loại phim ca nhạc, T là thể loại phim trinh thám. Các bạn hãy cho cô biết bảng dữ liệu trên có tên là gì và lập bảng thống kê tương ứng cho biết loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất. Thì tên gọi của bảng trên đó là bảng dữ liệu ban đầu về loại phim ưa thích nhất của các bạn lớp 6A3. Tiếp theo ý B yêu cầu các bạn đi lập bảng thống kê tương ứng. Thì ở đây cô có được bảng thống kê gồm hai dữ kiện thứ nhất là thể loại phim và dữ kiện thứ hai là số lượng học sinh yêu thích. Đối với dữ kiện thể loại phim,
Trên đề đề cập tới 5 thể loại là phim hoạt hình, phim lịch sử, phim khoa học, phim ca nhạc và phim trinh thám. Tiếp theo, chúng ta xác định số lượng học sinh yêu thích ở từng thể loại phim. Thì muốn xác định, chúng ta dựa vào bảng dữ liệu ban đầu. Cụ thể, đối với thể loại phim hoạt hình được viết tắt bởi chữ cái H, ta sẽ đi đếm theo cột, theo xem là trong bảng có bao nhiêu chữ H. Ở đây cô thấy có 11 chữ H, nên cô có số lượng học sinh yêu thích phim hoạt hình là 11 bạn. Thực hiện tương tự, cô có được số lượng học sinh yêu thích phim lịch sử là 6 bạn, phim khoa học là 4 bạn, phim ca nhạc là 7 bạn và phim trinh thám là 8 bạn. Cô đã vừa hướng dẫn các bạn lập bảng thống kê dữ liệu theo hàng. Ngoài cách lập theo hàng, các bạn có thể lựa chọn lập bảng thống kê dữ kiện theo cột. Thì nhìn vào bảng này, các bạn thấy số lượng học sinh yêu thích phim hoạt hình là 11 bạn, chiếm số lượng lớn nhất, nên hoạt hình là thể loại phim được các bạn yêu thích nhất. Như vậy, muốn thống kê một vấn đề nào đó, thông thường các bạn thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất, lập bảng viết tắt nếu cần. Sau đó các bạn đi điều tra thu thập để lập nên bảng dữ liệu ban đầu. Thực hiện đếm số lượng từng loại, ta sẽ lập được bảng thống kê. Sau đây là phần bài tập tự rèn. Các em hãy tạm dừng video để tự làm bài tập và theo dõi kết quả ở phía sau nhé. Sau khi xem xong video, các bạn có thể tự rèn thêm bằng cách thực hiện làm bài tập 2 trang số 104 trong sách giáo khoa toán tập 1. Và các bạn đọc trước cho cô bài biểu đồ tranh để chuẩn bị cho tiết học sau nhé. Như vậy là bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng bài học này ngày hôm nay đã mang lại cho các em nhiều kiến thức bổ ích. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em học tốt.